về xóa đi những ngày vui. Còn mình tôi lang thang giữa dòng đời, để coi lòng nghẹn ngào như mưa cuối đông. Tiếng tơ đồng gọi những đắng cay âm thầm. Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày anh dương xua bóng đêm dài và những bóng tối lạc loài dần nhạt phai. Người không nên tham lời danh chút tiền tài, nhân tâm chia sẻ con người, hãy sống nhân ái vì đời cho người, biết yêu thương chỉ cần gặp tôi có chuyện gì chị cứ nói, tôi đang chờ nghe đây. Xin lỗi anh, thật tình tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tôi nghĩ những điều chị sắp nói ra đây có liên quan đến con trai của tôi. Dạ phải, tôi biết anh và chị rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà xin anh hãy hiểu cho tôi. Giá như mà anh biết được nỗi đau của một người mẹ mất con như thế nào, giá như mà anh biết được rằng 20 năm trời qua tôi đã tìm con trai mình như thế nào. Có nghĩa là chị đã tìm được con của mình rồi, đúng không? Là con trai chúng tôi, phải không? Mấy ngày trước tôi có gặp chị, tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị qua ánh mắt khi chị nhìn con trai của chúng tôi. Nam là một đứa con có hiếu, ngoan ngoãn. Niềm ước ao lớn nhất của chúng tôi là làm sao cho nó được hạnh phúc, được sung sướng. Nếu như nó tìm được người mẹ sinh ra mình, nó được sung sướng hơn bây giờ, tôi không phản đối gì hết. Tôi chỉ lo ngại một điều là... Anh nói gì? Anh lo ngại chị nhà không đồng ý đúng không? Không phải. Vậy thì anh còn có điều gì nữa? Tôi sợ đó là sự ngộ nhận. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của chị đối với đứa con của mình như thế nào, nhưng những điều này dễ dẫn đến sự ngộ nhận lắm. Không thể nào ngộ nhận. Tôi đã có niềm tin Nam chính là con trai ruột của tôi. Hơn nữa, bộ áo mà Nam đã mặc từ nhỏ, bộ áo màu xanh nước biển đó, đã chứng minh đó là sự thật. Tôi cảm ơn anh. Anh chị đã thương yêu và dạy dỗ đứa con trai tôi nên người. Tình mẹ con là thiêng liêng nhất trong cuộc đời này. Tôi xin anh hãy cho phép tôi được nhìn con, được không hả anh? Chị có thể cho tôi một thời gian được không? Tôi không phản đối, nhưng chuyện này sẽ là một bất ngờ quá lớn, tôi sợ vợ tôi không chịu nổi. Được, được lắm. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ thưa giám đốc, đến giờ đi họp rồi ạ. Tôi ra liền. Chú ơi, chú có sao không vậy chú? Chú hơi chóng mặt một chút thôi. Hay để con gọi cấp cứu cho chú nha. Thôi không cần đâu, chú ngồi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nhưng mà chú ơi, cô kia ra ngoài á, nó hủy cuộc họp giùm tôi.
Dạ, nếu có chuyện gì cần chú kêu con nha. À, cứ ra ngoài đi. Gì đâu? Ủa, về rồi đó hả con? Con Lành nó làm sao rồi? Dạ, Lành cũng đỡ nhiều rồi. Chắc vài bữa nữa là Lành xuất viện đó. Sao rồi con không ở trên đó, đưa nó về luôn? Dạ, Điền được nghỉ học ít ngày, cho nên ở lại lo cho Lành. Con ở lại cũng không biết làm gì. Vậy thôi con về trước. Cũng tội nghiệp, đơn chiếc còn bệnh hoạn nữa. Thôi, con vô tắm rửa nghỉ ngơi đi, chứ gì thấy con cũng phờ phạc lắm á. Dạ. Thôi được rồi chị, em giữ cho. Chị mang ơn anh Biển nhiều quá, không biết tới chừng nào mới trả được nữa. Anh Biển là người tốt, nhất định anh sẽ gặp được nhiều điều tốt lành. Không bằng cách này thì bằng cách khác, rồi sẽ có dịp trả ơn anh thôi. Mà bác sĩ nói chừng nào chị xuất viện vậy? Sao? Chị mong về lắm hả? Về rồi đặng ra đồng nữa chứ gì? Không, từ bây giờ chị sẽ không coi thường sức khỏe của mình nữa đâu. Với lại có cái này rồi, chị nghĩ chị sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì nữa. Chị nói là phải giữ lời đó nha. Ừ. Dạ thưa chú, hình như con thấy chú không được khỏe, đây con pha trà cho chú uống nha. Cứ để đây cho chú. Cô đâu? Dạ... Dạ cô ra ngoài từ sáng rồi chú. Hình như con thấy chú không được khỏe hả? Chú không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Dạ, con vô. Xong chưa chị? Chị xong rồi. Mình đi. Má. Má. Ủa, con. Bộ má có chuyện gì buồn hả má? Không có gì, không có gì đâu. Thôi, má con mình xuống ăn cơm đi. Má nấu xong nãy giờ chờ con đó. Dạ. Đây là chỗ ở của em đó. Trời, cuộc sống sinh viên là như vậy đó hả? Sinh viên mà có chỗ ở như vậy là tốt lắm rồi đó chị.
em được quyết định ra học bổng hồi nào mà sao không nói cho chị nghe? Em muốn chị tự nhìn thấy, chắc chị sẽ vui hơn. Vậy em đã cố gắng nhiều lắm mới được như vậy đúng không? Ừ, em phải cố gắng chứ chị. Em đã hứa với ba, hứa với chị rồi mà. Và hứa với chính bản thân của em. Em muốn chứng minh cho cuộc đời này biết rằng mình không phải là thứ dứt bỏ đi. Em vẫn còn cay đắng với điều đó sao? Dù sao đi nữa, mình cũng là những kẻ không có còn nguồn mà chị. Thôi, chị lên đây nằm nghỉ đi. Em đi nấu cơm cho chị ăn. Ừ. Anh. Anh mới về hả? Anh uống rượu phải không? Anh muốn được sai. Chứ khi mình sai anh mới cảm thấy mình yên ổn em mà. Tất cả là do em đúng không? Em xin lỗi, em có lỗi với anh nhiều lắm. Giá mà anh có thể trách được em thì anh có thể nhẹ lòng hơn rồi. Vậy tại sao anh không trách em đi? Anh không nổi giận với em. Em có lỗi với anh mà. Em lấy anh không phải vì em yêu anh, mà em muốn dựa dẫm vào anh. Anh biết điều đó, nhưng mà tại sao anh cứ lặng im và chịu đựng như vậy chứ? Chính vì anh biết điều đó nên vẫn cưới em. Làm sao mà anh trách em được chứ? Em xin lỗi. Em chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi. Em không dám xin anh tha thứ. Em sống trong cuộc đời này chỉ để làm khổ người khác mà thôi. Ngay cả với đứa con mình tạo ra, vậy mà em cũng không giữ nó được, để nó phải sống lạc loài suốt 20 năm qua. Giờ em gặp lại con, vậy mà em cũng không làm được gì để bù đắp cho con. Nè, em nói gì vậy? Em đã tìm được con trai của mình rồi. Anh đang nghĩ tới lành phải không? Đâu có. Chứ còn gì nữa. Nhìn mặt anh á là biết anh đang nhớ lành rồi. Chà, sau sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân, tình yêu của anh tôi đã bắt đầu bước sang một trang mới. Anh đừng có lo, em biết thế nào rồi anh cũng cưới được lành cho mà coi. Em đừng có nói bậy. Lành giận nữa bây giờ đó. Giận thì năn nỉ, đó cũng là cơ hội để tiếp cận chứ bộ. Anh không nghe người ta nói hả? Nhất cự ly, nhị tốc độ. Cự ly á thì anh đã hơn người ta rồi, còn tốc độ á anh phải tự đẩy nhanh lên đi chứ. Mình phải biết tự tạo ra cơ hội tiếp cận. Còn anh á, ai như anh, cơ hội tới mà anh cứ né tránh hoài à. Suốt đời anh cũng không cưới được vợ. Chà, em chưa có một mảnh tình dắt dai mà nói chuyện y như là chuyên gia tình yêu vậy. Anh đừng có coi thường em nha. Tình thì đầy. Chẳng qua là em chưa muốn dắt lên vai làm chi cho nó nặng đó thôi. Nè, con gái chỉ có một thời thôi đó nha. Em mà không lo kiếm một thằng đàng hoàng tử tế, mày mốt ế chồng rồi, đừng có khóc rồi nha. Không dám ế đâu anh. Thôi, vô ngủ đi, khuya rồi đó. Anh nó cũng ngủ sớm đó. Anh, tối qua anh uống nhiều quá. Sáng nay em có nấu cháo cho anh ăn rồi đi làm nha. Em à, chuyện của con á, em đừng lo nghĩ nhiều quá. Rồi sẽ có ngày có cách giải quyết thôi em à. Em hãy vui lên và tin một ngày em sẽ được nghe con trai gọi bằng tiếng mẹ. Anh rất vui vì em đã chia sẻ những trắc ẩn trong lòng với anh. Kể từ bây giờ, em đừng có giữ kín trong lòng. Có chuyện gì buồn hãy nói với anh.
anh muốn được chia sẻ những nỗi đau trong lòng của em. Anh và con muốn được nhìn thấy em vui vẻ, được không? Nhưng có thật như vậy không anh? Có thật em sẽ được nhìn con, sẽ được nghe con gọi một tiếng mẹ không anh? Ừ, được mà. Em mới tin về điều đó. Đào ơi! Đào! Trời ơi, má đặt tên con đẹp quá, má kêu hoài hả? Biểu! Má kêu có chuyện gì vậy má? Ngày mai á, con Lành nó về phải không? Dạ. Má hỏi chi má? Bây giờ á, đi chợ đi, mua thêm miếng đồ ăn. Ngon ngon á nha, mai nó về nó có cái nó ăn. Vậy mua gì má? Thì xách giỏ ra đây đi rồi tôi dặn. Ơi. Chị mệt không? Đâu có. Đâu có, mặt đỏ bừng lên hết rồi kìa. Thôi, lên đem cổng cho. Thôi, không sao đâu, chị đi được mà. Đường còn xa lắm, lên đem cổng cho. Hồi nhỏ chị bị đau chân không đi được, em cũng phải cõng chị. Bây giờ chị cũng để em phải cõng chị nữa. Chị chỉ làm khổ em không à. Sao chị nói vậy? Chị phải chịu đựng vất vả lo cho em ăn học. Chị phải chịu đau đớn đến ngất xỉu. Em á, cho dù muốn chịu một phần đau đớn của chị cũng đâu có được đâu. Chuyện của em nhỏ xíu như vậy, sao soi được những gì chị đã làm cho em chứ? Em sẽ cõng chị đến khi nào? Đến hết cuộc đời này. Thiệt hả? Ừ, thiệt. Sao mà làm gì giờ này hai chị em nó chưa về tới không biết nữa. Chắc nó về tới giờ mà. Đào ơi. Dạ. Con coi mấy giờ rồi? Dạ. Mấy giờ rồi? Gần 10 giờ rồi má. Chắc về tới giờ á. Trời, từ thành phố về đây á chừng 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Đáng lý ra nãy giờ phải về tới rồi đó. Sao lâu dữ? Kìa, anh Điền với Lành về rồi kìa má. Hả? Ôi trời ơi. Tụi nó về kìa. Về rồi hả con?
Con chào bác hai, con chào sáng cô Năm. Sáng giờ á, mọi người cứ trông chờ anh Điền với Lành quá trời. Lại đi luôn. Con khỏe rồi phải không con? Dạ, con khỏe rồi. Cô hai với bác Năm đừng có lo lắng quá. Tao với bác hai mày với chị Năm á, lo lắng muốn chết luôn vậy đó. Tao nói giái trời Phật phù hộ cho mày khỏe mạnh nghe con. Điền đưa chị về, chừng nào lên lại Sài Gòn con? Dạ, con nghỉ học vài bữa, đợi khi nào chị con khỏe rồi thì con lên. Mà thôi, mày mắc học thì mày lên liền cũng được nữa. Để nó ở đây, rồi tao biểu con Đào nó chạy qua chạy lại được rồi. Dạ không sao đâu cô, con xin phép nhà trường rồi. Vậy ha. Dạ. Thôi ngồi ngồi nghỉ đi con. Qua đây ngồi dạ. Nghỉ đi. Lên ngồi đi. Nè uống nước đi con. Dạ. Má má. Kìa dạ, bác hai chào này bác kìa hai. Thưa bác hai mới qua. Đỡ chứ con. Dạ con khỏe rồi bác hai. Khỏe rồi thì liệu đó nghe. Con gái gì đâu mà làm lụng, không kể gì đến sức khỏe hết. Đến khi ngã bệnh rồi gượng không có nổi đâu con à. Dạ. Thấy chưa. Còn Điền nè. Dạ. Con học lẹ đi, rồi về trả nghĩa cho chị bay nữa nghe chưa. Dạ. Tình hình này á, chắc phải gả chồng cho con Lành sớm mới được. Để có người gánh vác cho gia đình nữa. Thôi con Lành đói bụng rồi đó. Đi xuống dọn cơm cho nó ăn con. Lẹ, lẹ đi. Ngồi xuống con, uống miếng nước đi cho con khỏe. Dạ. Anh nghe nè em. Anh à, mấy hôm nay anh đang có chuyện gì vậy? Em thấy lúc nào anh cũng thẫn thẫn thờ thờ. Chuyện kinh doanh có vấn đề gì hả anh? Đúng là có chuyện anh phải suy nghĩ. Nhưng không phải là chuyện kinh doanh em à. Vậy là chuyện gì? Anh đang suy nghĩ về chuyện mà đã làm cho em lo lắng. Nói vậy anh đã... Anh đã gặp người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó đã nói gì với anh? Anh đã nói gì với bà ta? Em bình tĩnh lại đi. Đừng quá xúc động như vậy mà. Dù mình có che đậy thế nào cũng không thể nào ngăn cản được tình mẹ con ruột thịt đâu em à. Tình máu mủ là thiêng liêng, chúng ta không có quyền ngăn cản đâu em. Hãy can đảm mà đối diện với sự thật thôi em à. Không, em không đồng ý đâu. Em đã nuôi con suốt bao nhiêu năm, em lo lắng thương yêu con như thế nào. Hồi đó bà ta sinh con ra rồi dứt bỏ nó. Bây giờ thấy con nên người thì lại đến nhìn lại. Không, em không thể chấp nhận được đâu. Anh đừng thuyết phục em nữa. Em à, người phụ nữ đó không dứt bỏ con như em nghĩ đâu. Đừng ích kỷ như vậy mà em. Em không nghĩ cho bà ấy thì hãy nghĩ thử cho con mình. Nếu không được nhìn mẹ thì con mình sẽ như thế nào đây? Nếu thương con thì mình phải làm tất cả vì con thôi. Không, em à, em không làm được. Em nói là em không làm được mà. Anh đừng thuyết phục em nữa. Em không cam lòng đâu. Sống âm thầm miệt mài năm tháng qua, kiếp không nhà lạc loài cô đơn xót xa. Thời gian trôi qua rồi sẽ có một ngày ánh dương xua bóng đêm dài và những bóng tối lạc loài dần nhạt phai. Người không nên tham lời danh chút tiền tài, nhẫn tâm chia sẻ con người. Hãy sống nhân ái vì đời cho chị tìm cái gì vậy chị? Sợi dây chuyền của chị em có thấy đâu không? Không, chị đeo trên cổ mà.
Nhưng mà bây giờ không có. Chị có tháo ra không? Không. Chị nhớ lại coi, lúc chị đi về nhà có còn hay không. Chị cũng không nhớ nữa. Hôm qua đến giờ chị đi đến những chỗ nào? Cô có rớt đâu không để em tìm quanh nhà cô có không? Chị đâu có đi đâu. Chị chỉ quanh quẩn trong nhà thôi à. Rồi chỉ có ra chuồng heo thôi. Hay là nó rớt ở nhà trọ. Để khi em trở lên á, em tìm thử coi có không. Sự dây chuyền đó rất quan trọng đối với chị. Vậy mà chị... Thôi chị đừng buồn nữa. Hy vọng là sẽ tìm được mà. Nghe má nói nè Nam. Không phải vậy đâu con. Nam, Nam, Nam. Nghe má nói nè Nam à. Nam. Trời, em mua cái gì mà nhiều sách quá vậy? Sách nào cần thì em mua thôi. Em thích thì em mua. Mua về rồi có đọc không? Có. Em mắc học và em mắc đọc. Ơ, cái đó là truyện mà. Lấy hết. Nam. Má. Má. Nam. Con trai của má. Con ơi. Anh ra coi. Hai người làm cái gì vậy? Kìa Khanh ơi. Tôi đã cảnh báo với anh rồi mà. Tôi đã nói mình sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ bất chính này mà. Khanh, bây giờ anh còn cho mình là thanh cao và trong sạch nữa hay không chứ? Con không được nói như vậy. Không được nói như vậy. Tại sao con không được nói chứ? Vậy là hành động vừa rồi của hai người là đúng hả? Tại sao má lại làm như vậy? Tại sao má lại phản bội ba chứ? Tại sao má có thể làm chuyện đôi bại như vậy được? Không. Má. Má đánh con nữa đi. Vì từ trước tới giờ má có bao giờ yêu thương con chứ? Bây giờ con lột mặt nạ của nhân tình trẻ của má. Trời, con nhận cái tát của má mới là lạ đó. Không con ơi. Có phải vậy không Khanh? Bây giờ tôi phải gọi anh là gì cho đúng chứ? Khanh, không phải vậy đâu. Em đừng nói nữa. Anh cũng nói như vậy nữa hả? Mãi mà bạn thân của anh mà. Con ơi, sao anh không bao che chứ? Thực ra là
Thanh. Nam. Nam. Nam ơi. Nam. Thanh. Bác. Bác có sao không bác? Má, từ lâu rồi con muốn gọi má như vậy. Bây giờ thì con có thể gọi được rồi. Con cảm ơn má vì má đã không dứt bỏ con. Con cảm ơn má vì má đã cho con về với cội nguồn của mình. Con cảm ơn má. Má à. Con à, con có nhầm lẫn gì không vậy? Dì không tin là má con làm cái chuyện đó đâu. Con đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng dì chưa có bằng chứng. Hôm nay con nhìn thấy hai người ôm nhau ở trên phòng khách. Con vạch trần bộ mặt của gã nhân tình đó, rồi má con tát con một cái nữa. Như vậy còn không phải sao hả dì? Mà ba con có biết chuyện này không? Trước đây con có nói về mối quan hệ này cho ba biết rồi, nhưng ba nói là con sai. May mà hôm nay á, ba con không có nhìn thấy cái cảnh này đó. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đang ở đâu vậy? Tới nhà tôi liền bây giờ được không? Có gì vậy anh? Má không khỏe hả? Không phải, chuyện của Dưỡng đó. Thôi, anh chờ Dưỡng ở nhà nha. Dạ dạ dạ, em tới liền. Một hồi em kêu tụi nó bắt con giáo từ bên kia sang bên đây. Như tôi đã nói, mình cứ làm y chang như vậy. Bây giờ thì phải đi. Dạ. Anh cứ lo tiếp tục ha. Dạ. Tôi đi nha. Con đã nhìn thấy bộ đồ. Nó đã biết tất cả rồi anh à. Nó đã hết thương em rồi. Nó sẽ không về đây với em nữa đâu. Em bình tĩnh đi. Xem lại nghĩ về con như vậy. Nuôi con bao nhiêu năm mà em không hiểu nó sao? Con nó sẽ về. Nó đi gặp má nó. Rồi nó sẽ về mà em. Em bình tĩnh đi. Có thật không anh? Có thật là con sẽ quay về với mình không? Thật mà. Em yên tâm đi. Má. Nam, con về rồi hả? Má. Anh chị và má không biết nói sao với Dưỡng bây giờ nữa. Chị và má có tội với dì Út nó nhiều rồi, nên không đủ tư cách gì để mà khuyên nhủ nó được đâu. Để nó làm chuyện này thiệt. Không phải như vậy đâu chị Hai à. Vợ em không phải là người như vậy đâu. Đừng có nghĩ như vậy mà tội nghiệp cho vợ em. Quỳnh đau khổ quá nhiều rồi. Đừng làm gì để cho cô ấy đau khổ thêm nữa. Anh biết vì Dưỡng quá thương dì nên mới nói như vậy. Nếu Dưỡng có thể tha thứ thì tốt quá. Nếu con tha thứ cho con Quỳnh, má cảm ơn con nhiều lắm. Không đâu má. Vợ con không có lỗi gì hết. Người thanh niên đó
không phải là nhân tình của Quỳnh đâu, mà là đứa con trai mà Quỳnh đã tìm kiếm suốt hơn 20 năm qua. Bây giờ mới gặp được đó. Thời gian qua, vợ con đã phải dằn vặt, khổ tâm rất nhiều. Nhận ra con, nhưng lại không dám nhìn con, sợ người ta không cho phép. Sợ con mình vì nỗi oán hận trong lòng, không chịu nhìn mẹ. Cô ấy phải chịu đựng một mình mà không thể nói với ai. Khi không chịu đựng được nữa, Quỳnh mới nói điều đó với con. Con biết Kiều Khanh nó hiểu lầm mối quan hệ này, nhưng con chưa thể nói hết sự việc này cho con Khanh nó nghe. Con nghĩ là đợi đến khi nào mà nó trưởng thành á, và suy nghĩ chín chắn một chút, rồi con sẽ kể cho nó hiểu. Không ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay. Con nói cái gì? Cậu đó là con trai của Quỳnh sao? Con thì không có chắc chắn, nhưng Quỳnh lại tin như vậy. Em à, cậu thanh niên đó là người như thế nào mà dì Út đã gặp trong trường hợp nào vậy em? Cậu ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau đó được một gia đình nhận về làm con nuôi, sắp là cử nhân kinh tế rồi đó. Trời ơi, lại trời lại Phật, đã cho con Quỳnh nó gặp lại con của nó. Con biết con mình trưởng thành như vậy, chắc dì Út nó cũng đỡ đau khổ. Thật là may mắn quá ha má. Má mừng lắm con. Dì Út chắc đau lòng vì chuyện hiểu lầm này lắm nè. Thôi, dì về an ủi dì nó đi. Nam à, má xin lỗi con. Tại vì má thương con quá, má sợ mất con, nên má mới ích kỷ như vậy. Đây là kỷ vật hồi nhỏ của con. Má đã nói dối là không có gì. Bây giờ má trao lại nó cho con. Con hãy giữ nó rồi nhìn lại mẹ của mình đi. Má, má không có lỗi gì đâu. Con hiểu vì sao má làm như vậy mà. Giờ con càng hiểu rõ hơn tình thương của ba má dành cho con. Dù con có tìm được mẹ ruột của con, thì con vẫn mãi mãi là con của ba má mà. Má cảm ơn con, Nam à. Sao má lại cảm ơn con? Công ơn của ba má cả đời này con cũng không bao giờ báo đáp được. Má đừng nói như vậy mà con mang tội. Còn cái này con nhờ má giữ giùm con. Má hãy xem như đây là bộ quần áo mà má đã mặc cho con lúc con chào đời. Má, má cầm đi. Nam, đó là bí mật của gia đình mà mọi người không nói cho con biết. Vì chuyện đó quá đau lòng. Giờ thì con đã biết vì sao má con không dành cho con tình thương yêu như con mong đợi. Vì con đã có quá đầy đủ. Còn anh trai của con phải sống lưu lạc, không biết sống chết như thế nào, no đói ra sao. Má con đã đau khổ từng ấy năm. Con phải hiểu và thương má con nhiều hơn mới phải.
Em đừng buồn nữa, rồi con sẽ hiểu thôi. Tại sao nó lại đối xử với em như vậy? Có phải là vì em sanh nó ra mà em không dạy dỗ nó đúng không anh? Như vậy là lỗi tại em phải không anh? Không phải, đó là lỗi của anh. Lẽ ra anh phải cho con biết chuyện này sớm hơn. Là lỗi của con. Con xin lỗi má. Má đừng có giận con nha má. Con không biết má đau lòng như thế nào. Trong suốt thời gian vừa qua, trong lòng của con lúc nào cũng tủi hờn vì sự ghẻ lạnh của má đối với con. Đã có lúc con rất ghét má, vì con nghĩ rằng má không phải là má ruột của con. Nhưng con suy nghĩ lại thì không phải như vậy. Má là má ruột của con. Con biết má không có thương con, nhưng con sẽ cố gắng để được má thương. Con là con của má. Con sống gần má suốt mười mấy năm. Má chưa bao giờ ôm con vào lòng. Má chưa từng nhìn con bằng ánh mắt trìu mến. Má chưa từng mua cho con những thứ gì, dù là cây kẹp hay là cái áo. Tự nhiên có một thanh niên xa lạ xuất hiện, má lại dành hết tình thương cho người ta. Má mua áo cho người ta, má ôm người ta vào lòng, má nhìn người ta bằng ánh mắt trìu mến. Con phải hiểu điều đó như thế nào? Vì sự ganh ghét, vì lòng ích kỷ, cho nên con mới suy nghĩ hồ đồ như vậy. Má tha lỗi cho con nha má. Má xin lỗi con vì đã không dành tình yêu thương trọn vẹn với con. Nhưng mà má lúc nào cũng yêu thương con hết. Nhưng mà tại sao con lại nghĩ rằng má không phải là má của con chứ? Con hiểu rồi. Con xin lỗi má. Má đừng có giận con nha má. Dòng sông.